Chúc mừng sinh nhật mày nha, Pelechon. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện clip tổ chức sinh nhật cho kênh Pelechon của tôi. Thì tôi cũng làm YouTube được 1 năm rồi và hôm nay tôi sẽ quyết định tổ chức sinh nhật cho kênh Pelechon. Thì tôi cũng cảm ơn 775.000 bạn đã đăng ký kênh ủng hộ tôi. Là tức là gần 800.000 người đã đăng ký kênh YouTube của tôi và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Thì tôi cũng có video không hay mà cũng có video hay thì đã, nhưng mà vẫn được các bạn ủng hộ, cảm thấy tôi cảm thấy rất là vui. Tuy các bạn không biết tôi, tức là các bạn không quen tôi nhưng mà các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ tôi. Vì thế tôi rất là cảm ơn các bạn vì các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng tôi. Thật sự là tôi chỉ biết là cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tôi trong một năm qua. Rất là vất vả, một năm rất là khó khăn đối với tôi nhưng mà không sao, đó là những kỷ niệm của tôi và các bạn. Nói tóm lại là cảm ơn tất cả các bạn. Và tôi hôm qua tôi bị ngã xe thì nó chân tay nó bị xước ấy. Đây tôi chụp ảnh cho các bạn xem này. Ok thì đấy, thì nó bị xước một tí nhưng mà cảm giác đi lại rất là khó khăn. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng ngày nào ra một clip cho bạn xem. Như hôm nay chẳng hạn tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho kênh Pelechon của tôi. Không nói nhiều nữa, bây giờ làm gì ta? À, tổ chức sinh nhật thì cần có bánh sinh nhật. Vinh, bây giờ mày sang bên chợ mày mua cho anh một cái bánh sinh nhật to, bánh kem. Mua bánh to vào nhá. Hiểu chưa? Vâng. Hiểu chưa? Nhớ nhá. Vâng. Mua một cái bánh kem sinh nhật to để cho kênh bánh đây chôn của anh em mình. Vâng. Nhá. Thôi đi mua đi. Ok bây giờ Vinh nhẹ sẽ đi mua bánh kem. Thôi đi mua đi. Nó không phải nhìn lại gì. Nhanh lên. Để chạy em chưa? Anh em về rồi. Bánh kem đâu? Bánh kem đây ạ. Bánh... Tao bảo mua mày mua bánh kem này. Đây là bánh kem này, em tưởng bánh kem này. Đấy. Tao bảo mày mua bánh kem, không bảo mày mua bánh mì kem. Vâng. Bánh kem sinh nhật đi. Thế em quên. Đây, em tưởng đây có kem đây, em tưởng là bánh kem đây, là tưởng đây có kem đây thì em mua, đâu quên. Mày sinh nhật kênh Pelechon mà mày mua cái bánh này mẹ cũng mua được rồi. Em quên, em không biết. Quên. Đúng là Vinh tiền nẻ thật. Đấy là kem. Mày vẫn còn cãi, nó vẫn còn cãi, đây là bánh kem này, nó bảo bên trong có kem là tức là bánh kem. Đã không biết gì, không biết gì thì dựa cột mà nghe biết chưa. Cứ cãi, nói câu nào cãi câu đấy. Cãi như chém trả ấy. Bánh này là bánh mì kẹp kem. Vâng. Còn bánh kem sinh nhật nó là khác. To. Ừ. Không, đi. Thôi, không nói nhiều không sao. Thì Vinh Tiền Nẻ nó lỡ mua cái bánh mì này rồi. Thì nó lỡ rồi thì mình lại thôi. Đành tổ chức sinh nhật cho kênh Pelechon bằng cái bánh mì vậy. Bánh mì sữa. Ok. Mà lên đâu? Mày mua lên chưa? Quê em không mua rồi. Sinh nhật không mua lến. Thôi không sao. Tôi đã nghĩ ra một cách. Tôi sẽ lấy bật lửa này. Làm lến. Vinh hát đây Vinh. Em biết hát đâu. Cũng không biết hát luôn. Không. Anh biết hát, anh hát đi. Thế mày làm gì cho đời? Không biết hát. Không, không biết hát chúc mừng sinh nhật. Có ai bao giờ đâu biết. Thôi để tôi hát vậy. Ok để tôi thể hiện cái trình độ hát tôi này. Lấy đàn hát. Ủa tắt lên rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to Pelechon. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pelechon. Thôi lấy nào, thôi lấy nào. Tuyệt vời, thôi lại cái nữa này. Ui giời ơi, tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật kênh Pelechon. Đây kênh của tôi đây, chúc mừng sinh nhật nha. Chúc mừng sinh nhật mày nha, ok. Bây giờ chúng tôi sẽ ăn bánh kem để chúc mừng sinh nhật kênh Pelechon. Happy birthday, Pelechon. Happy birthday, Pelechon.
Happy birthday Birthday John. Birthday day Birthday John. Bánh sinh nhật ngon, ngon nhất từ trước tới nay. Tôi chưa được ăn bánh sinh nhật nào ngon như bánh sinh nhật này. Ngon quá. Chúc mừng sinh nhật mày nha, Pele John. Ngon không? Ngon. Ngon, ăn hết cho anh sinh nhật. Nhiều sữa quá. Bánh này ngon mà. Ok, chúng tôi đã ăn bánh kem xong, ở đâu? Ăn bánh mì xong. Mai bánh mì sinh nhật Pê đây cho ngon không? Ngon. Anh thấy ngon, hồi dề cái này. Chúc mừng sinh nhật nào. Chúc mừng sinh nhật DB chôn. PHD chôn. BHD chôn. Chôn. PHD chôn. BHD chôn. Ờ ok, thế được rồi. Vậy là tôi đã tổ chức sinh nhật xong cho kênh PD Chon. Thì cái kênh YouTube này nó đã gắn liền với tôi 1 năm rồi. Rất nhiều kỷ niệm gắn bó với kênh YouTube này. Cảm giác mình có sở hữu một kênh YouTube sắp được 1 triệu người đăng ký rồi. Cái khoảng tầm cứ đạt tăng trưởng này thì khoảng tầm gần 2 tháng nữa thôi, kênh tôi sẽ được đạt 1 triệu sắp. Thì tóm lại là cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tôi. Vì có các bạn thì tôi mới được như ngày hôm nay. Ok, thì không biết nói gì nữa. Mày biết nói gì không? Không biết nói gì. Không biết nói gì. Tạm không biết nói gì. Thôi thế ok, thế cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi một lần nữa nhé. Chỉ biết cảm ơn, không biết làm gì để báo đáp các bạn cả. Ok, cảm ơn tất cả các bạn xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.